Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hưng Yên đẩy mạnh liên kết với các đơn vị thu mua, thực hiện đa kênh bán hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ cho quả nhãn, vải. Lào Cai triển khai nhiều giải pháp kích cầu để nhanh chóng phục hồi hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động trong tháng nhân đạo, chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu đưa ra nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để tháo gỡ khó khăn cho các thành viên trong tiêu thụ quả vải và quả nhãn, hiện nay nhiều hợp tác xã trong tỉnh Hưng Yên đã và đang đẩy mạnh liên kết với các đơn vị thu mua, thực hiện đa kênh bán hàng để mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Đoàn Văn Hiểu, thôn Bình Nguyên, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, có vườn vải hiện đang cho thu hoạch với tổng diện tích hơn 2 mẫu. Trước đây do thiếu kỹ thuật nên vườn vải của gia đình thường bị một số loại sâu bệnh gây hại, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả. Hoặc có năm sản lượng được mùa thì ông Hiểu lại có nỗi trăn trở khác là bài toán về tiêu thụ sản phẩm. Có thời điểm gia đình ông phải mang vải ra chợ bán lẻ. Tuy nhiên, khi tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến, xã Phan Sầu Nam, huyện Phù Cừ, ông Hiểu nhận được nhiều hỗ trợ từ hợp tác xã mang lại. Tham gia hợp tác xã là một cái tổ chức của tập thể, không những tập thể lo cái đầu ra mà còn chỉ đạo về kỹ thuật. Không chỉ giúp gần 560 thành viên trong hợp tác xã liên kết tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ tiêu thụ sản phẩm trong nước, hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi còn đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối với các đơn vị thu mua xuất khẩu vải lai chín sớm sang thị trường Trung Quốc và một số nước lân cận. Được biết, với tổng diện tích 70 ha trồng vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản lượng đạt gần 1.000 tấn quả, ước doanh thu đạt từ 18 đến 20 tỷ đồng. Hiện nay, việc tiêu thụ vải của các thành viên liên kết với hợp tác xã rất thuận lợi. Thời gian vừa rồi thì có một số đơn vị về là khi cũng khảo sát, có ký kết hợp đồng để tiêu thụ, như là xuất khẩu sang Trung Quốc, rồi thì xuất khẩu sang Campuchia, và sắp tới thì có doanh nghiệp khảo sát là sang thị trường Nhật Bản. Mặc dù hơn một tháng nữa mới bước vào vụ thu hoạch, tuy nhiên hiện nay hợp tác xã nhãn Lồng Phương Thượng, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên đã và đang xây dựng kế hoạch tiêu thụ nhãn cho 12 thành viên trong hợp tác xã với hơn 10 ha, ước tính sản lượng đạt 200 tấn. Theo đó, bên cạnh việc nâng cao chất lượng quả nhãn thương phẩm để tạo dựng uy tín với các đầu mối tiêu thụ truyền thống, hợp tác xã sẽ mở rộng thị trường bằng cách kết nối đa kênh bán hàng. Kênh mạng xã hội có, rồi kênh ở ngoài chợ có, rồi kênh len lỏi để giới thiệu sản phẩm của mình vào các cái siêu thị vừa và nhỏ có, to có, để cố gắng làm sao bằng nhiều kênh càng giới thiệu ra ngoài thị trường để biết đến cái quả nhãn của địa phương, của hợp tác xã, càng nhiều càng tốt. Với sự chủ động trong phương án sản xuất kinh doanh, nhiều hợp tác xã trồng vải, trồng nhãn trong tỉnh đã và đang hỗ trợ tích cực bà con phát triển kinh tế. Trong đó mấu chốt là từng bước tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ để các thành viên yên tâm sản xuất, vươn lên làm giàu. Vừa qua, hơn 6 tấn quả vải tươi Thanh Hà của Hải Dương đã được xuất khẩu sang Singapore bằng đường biển. Số lượng quả vải xuất khẩu lô đầu tiên này cũng chưa đủ đơn hàng của Singapore. Đây là thị trường mới đón nhận quả vải Thanh Hà. Cùng với đó, nhiều thị trường cũng đang chờ đợi quả vải Thanh Hà xuất sang như New Zealand, Úc, Canada, EU. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu vải này là nhờ vào sự đồng hành của công ty cổ phần Amay Việt Nam. Niên vụ vải năm nay, sản lượng vải của Hải Dương đạt khoảng 45.000 tấn, trong đó vải sớm 20.000 tấn, còn lại là vải thiều chính vụ, với 19 vùng sản xuất được cấp mã vùng trồng xuất khẩu đi Nhật, Mỹ, Úc, EU, diện tích 170 ha, sản lượng dự kiến 1.300 tấn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đầu vụ, chúng ta lo việc tiêu thụ quả vải tươi khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất và người trồng vải. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, khi vải bắt đầu cho thu hoạch thì việc tiêu thụ khá thuận lợi từ thị trường nội địa, thị trường Trung Quốc và thị trường xuất khẩu các nước khó tính. Việc chuẩn bị xuất khẩu quả vải tươi sang Nhật Bản được chuẩn bị kỹ lưỡng. Do dịch bệnh nên chuyên gia Nhật sang Việt Nam chậm hơn dự kiến. Những vườn vải sớm không kịp xuất khẩu sang Nhật, nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhanh chóng kết nối với công ty cổ phần Amay Việt Nam xuất khẩu vải sớm sang thị trường Singapore, kế tiếp là thị trường Nhật, Canada, Úc, New Zealand, Sri Lanka, Mỹ và EU.
Để kịp thu mua quả vải cho bà con nông dân, công ty đã phải gấp rút thuê mặt bằng và đầu tư hàng tỷ đồng để lắp đặt dây chuyền sơ chế, khử khuẩn, đóng gói và kho lạnh, bảo quản quả vải tươi xuất khẩu tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà. Toàn bộ khâu chuẩn bị được công ty cổ phần IMEI nhanh chóng hoàn thiện trong 10 ngày. Hiện nay, công ty đang tích cực thu mua vải để sơ chế, đóng gói xuất khẩu. Giá thu mua vải của công ty tại các vườn vải Việt Gáp đảm bảo xuất khẩu cao hơn thị trường từ 10 đến 20%. Thời điểm hiện tại thu mua thì cái sản lượng để đáp ứng thì nó gần như là cũng chưa đủ cái so với nhu cầu của doanh nghiệp. Đấy, cho nên là cái sản xuất thì vẫn đang là cố gắng làm sao đấy mà để cân đối lại cho khách ở làm ở yếu tố phù hợp, thì chưa thể đáp ứng hết được cái nhu cầu của khách tại thời điểm này. Quả vải sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu có giá trị cao hơn rất nhiều so với quả vải thông thường và việc tiêu thụ rất thuận lợi. Điều này chứng tỏ khi doanh nghiệp có tiềm năng đồng hành với sản xuất thì giá trị sản phẩm ổn định và tăng cao. Công ty cũng rất kỳ vọng vào tiềm năng sản xuất của Hải Dương, không chỉ quả vải tươi và nhiều loại hoa quả và nông sản khác. Bà con cố gắng là làm sao đấy mà cái tuân thủ theo toàn bộ các quy trình hướng dẫn. Bởi vì thực ra thì bây giờ mình đang sản xuất thì nó cũng theo cái hướng nó gọi là chưa đáp ứng được so với các yêu cầu của các thị trường khắt khe khó tính. Thì vừa rồi là với cái thị trường Nhật Bản thì cũng đã được là Chi cục Bảo vệ thực vật, rồi là Sở Nông nghiệp, rồi địa phương đấy là hướng dẫn là bà con tuân thủ cái quy trình. Thì một số cái hộ mà được cấp mã số vùng trồng mà được sự hướng dẫn thì cũng đã có sự tuân thủ quy trình rất là tốt. Đấy, nhưng mà làm sao đây, năm sau thì cố gắng là không phải là chỉ khi có cái sự gọi là hướng dẫn của sở mà bà con cũng cố gắng là chủ động được cái chuyện là học hỏi các cái quy trình để tạo ra sản phẩm giá trị cao. Với sản lượng khoảng 1.300 tấn quả vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Nhật, châu Âu và nhiều thị trường khó tính của Hải Dương, chưa đáp ứng được nhu cầu thu mua xuất khẩu của công ty cổ phần IMEI Việt Nam. Đây là năm đầu tiên công ty này đặt chân vào thị trường tiêu thụ vải cho nông dân và đã mở ra một hướng mở rộng sản xuất vải Việt Gáp cho Hải Dương để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho nông dân, nhưng trên hết là ổn định thị trường tiêu thụ quả vải. Với tình hình dịch bệnh đang dần được khống chế, hoạt động kinh tế dần sôi động trở lại, tác động tích cực tới thị trường lao động. Tuy nhiên, trong phía các doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc các tiêu chí để tuyển dụng nhân sự một cách thận trọng vì nhu cầu tìm việc gia tăng sau dịch sẽ khiến cho thị trường việc làm cạnh tranh hơn bao giờ hết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những tháng đầu năm 2020, số lượng người đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tăng mạnh, đồng nghĩa gia tăng nhu cầu tìm việc trên thị trường. Chị Bùi Kim Mây là một trong số nhiều lao động đang tích cực tìm kiếm việc làm mới sau khi thất nghiệp gần 5 tháng. Để mấy tháng chăm con, xong sau đấy thì sẽ quay lại công việc. Nhưng mà đến tháng 3 đấy thì du lịch bị ảnh hưởng nên là không thể tìm việc nữa. Bên cạnh các doanh nghiệp cắt giảm nguồn lực lao động thì theo các chuyên gia cũng có rất nhiều đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động nhằm phục hồi sản xuất. Nắm bắt được tình hình này, thời gian qua, 15 điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại Hà Nội đã triển khai hình thức kết nối online giữa doanh nghiệp và người lao động. Đối tượng tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành, kinh doanh, cơ khí, điện tử, kế toán, văn phòng, nhân viên kỹ thuật. Số lượng doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng lao động thông qua trung tâm cũng tăng lên rất là đáng kể. Trong nửa đầu tháng 5, thì khoảng độ 2 tuần thì đã có khoảng độ gần 300 doanh nghiệp đến đăng ký tuyển dụng. Và cái số vị trí chỉ tiêu tuyển dụng cũng rất là lớn. Đấy, cũng báo cáo với chị là cái số chỉ tiêu tuyển dụng rất là lớn. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã có những chương trình cụ thể. Chúng tôi tiếp tục là tiếp nhận các cái đăng ký tuyển tìm kiếm việc làm của người lao động. Tính đến tháng 5 năm nay, hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tìm nhân sự qua sàn giao dịch việc làm, chỉ giảm 20% so với năm 2019. Rõ ràng COVID dần đi qua, cũng là lúc cung và cầu thị trường việc làm khởi động mạnh mẽ trở lại. Để nhanh chóng phục hồi hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19, Lào Cai đã và đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu nhằm đón đầu nguồn khách, đồng thời hỗ trợ sát cánh cùng doanh nghiệp du lịch dịch vụ vực dậy tăng trưởng, nhanh chóng phục hồi hoạt động du lịch. Ước tính 5 tháng đầu năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp du lịch tại Lào Cai sụt giảm trên 80%. Trên 60% cơ sở lưu trú du lịch phải thông báo dừng hoạt động tạm thời. Số lao động bị giảm giờ làm hoặc mất việc làm khoảng 7.000 người.
Mới đây, tại hội nghị công bố chương trình kích cầu du lịch mùa hè Sapa 2020 và bàn các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai đã đề nghị các ngành có liên quan quan tâm đến những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội du lịch để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lào Cai đã xây dựng đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng liên quan chịu ảnh hưởng dịch COVID-19. Hiện nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch chúng tôi đang tham mưu cho tỉnh. Thứ nhất là tổng hợp tất cả những ý kiến, các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Và hiện nay thì chúng tôi đang tổng hợp tất cả những ý kiến này gửi tới tất cả các sở ban ngành trong tỉnh để có những cái giải đáp. Cho nên cái hội nghị hôm nay là để thống nhất các cái giải pháp giúp cho tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có thể khắc phục được khó khăn. Để đón đầu nguồn khách, phục hồi tăng trưởng du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã công bố kế hoạch kích cầu và xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch. Trước mắt, tỉnh Lào Cai triển khai chương trình kích cầu du lịch trong dịp hè năm 2020 với tên gọi Mùa hè Sapa 2020. Đây là gói kích cầu du lịch tổng hợp với các chương trình ưu đãi khuyến mại, giảm giá từ 10 tới 60% vé tham quan các điểm du lịch, các dịch vụ du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống. 100% các đơn vị tham gia chương trình cam kết không thay đổi chất lượng dịch vụ sản phẩm. Thông qua chương trình, Lào Cai phấn đấu thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách đến với Lào Cai năm 2020, trong đó dự kiến 300.000 lượt khách quốc tế. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chung tay vì sức khỏe cộng đồng là chủ đề của tháng nhân đạo năm 2020 do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Hưởng ứng phong trào, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động, linh hoạt, triển khai nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, thi đua làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống. Thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ các cấp trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động lớn do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động. Đặc biệt trong tháng nhân đạo năm nay, tính đến thời điểm này, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trong tỉnh đã trợ giúp cho trên 3.000 lượt đối tượng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, tổ chức được 2 phiên chợ nhân đạo, xây sửa được 9 ngôi nhà, khám bệnh về mắt cho trên 500 lượt người. Toàn tỉnh tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 1.121 đơn vị máu. Tháng nhân đạo năm 2020 để lại nhiều dấu ấn quan trọng và nhận được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của các ủy chính quyền các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội. Cùng với đó, được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc và quyết tâm cao của các cấp hội, cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ. Tháng nhân đạo đã thực sự khơi dậy được phong trào thi đua sôi nổi của các cấp hội trong toàn tỉnh. Đây chính là tiền đề quan trọng để Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cũng như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Quốc hội đã ban hành luật số 9 về phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và Chính phủ có nghị định số 77 quy định xử lý về hành vi thuốc lá nơi công cộng, nhưng tại Hưng Yên, tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn dễ dàng bắt gặp trong cộng đồng. Phóng sự phản ánh nhân ngày Thế giới phòng chống thuốc lá được Tổ chức Y tế Thế giới phát động vào ngày 31 tháng 5 hàng năm. Đây là hình ảnh nhóm người thân thăm người nhà là bệnh nhân ra cổng tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Cũng ở nơi đông người khác, người đàn ông đang cầm điếu thuốc trên tay, nhả khói một cách vô thức bên bàn nước trước cổng bến xe khách Hưng Yên, mặc cho người bán nước và những người ngồi gần đó không hút. Ông Nguyễn Chí Toàn hiện là bệnh nhân đang điều trị viêm họng mãn tính tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên cho biết đã hút thuốc từ năm 22 tuổi. Dù bỏ thuốc lá được hàng chục năm nay do một lần bị viêm họng và tức ngực, nhưng di chứng từ khói thuốc vẫn khiến ông thường xuyên nhập viện điều trị phế quản và các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đầu tiên thì nó cũng chưa có gì cả, đề kháng ăn tốt. Thế nhưng mà sau mỗi một ngày tuổi nó cao nó yếu đi, thì hút thuốc lá rồi nó ho. Đây đang điều trị cái bệnh tắc nghẽn mạch phổi, tắc nghẽn phổi khó thở. Bác sĩ Lê Mạnh Tâm cho biết khói thuốc lá
sẽ tác động đến người nghiện và người thường xuyên hít phải khói thuốc, còn gọi là hút thuốc thụ động, nặng thì gây ung thư đường thở, phổi. Về tác hại của thuốc lá thì có rất nhiều, kể cả về ngắn hạn, về dài hạn, nhất là những người càng hút lâu dạng nghiện tác hại nó càng lớn. Về ngắn hạn có thể gây cho bệnh nhân chán ăn này, mất ngủ. Về lâu dài thì nó sẽ gây các cái tác hại từ miệng cho xuống tận dưới phổi nhé, và cả toàn thân nữa. Về miệng có thể gây bệnh nhân vàng răng bị vàng này, trông rất mất thẩm mỹ. Và về lâu dài thì cái hai cái phổi của bệnh nhân sẽ bị tích đọng các cái chất độc do thuốc lá gây ra, cả bụi mùa hóng và cái nhất như của nicotine, thì nó sẽ gây chít viêm mạn tính đường thở, nó dần dần nó gây chít hẹp, rất khó khăn vì thở qua một cái đường không khí rất là hẹp. Ví dụ như của bác này uống hút lâu năm thì phổi nó sẽ chít hẹp đường thở và sẽ gây cơn thở khó thở gần như liên tục, ngày nào cũng phải dùng cái thuốc hỗ trợ thở thêm. Về lâu dài nữa có thể bệnh nhân sẽ gây khi viêm như thế có thể gây suy tim. Những bệnh nhân, những người mà hút thuốc lá lâu dài nó sẽ gây suy giảm hệ miễn dịch, bệnh nhân có thể dễ bị lao phổi, một số bệnh hay mắc viêm phổi hơn người khác, có thể chuyển biến thành ung thư. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có trên 40.000 người chết vì khói thuốc lá và thế giới là 6 triệu người. Chính vì tính nghiêm trọng và sự nguy hiểm đến sức khỏe con người, khói thuốc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người thụ động hít phải. Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có trên 100 km đường sông và 86 km đê, đồng thời có trên 100 tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh bến bãi. Trong đó tập trung chủ yếu là các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và chế biến than. Thế nhưng điều đáng nói là 90% bến bãi tại đây là hoạt động không phép, sai phép, khiến hàng loạt tuyến hành lang sông bị bóp nghẹt, gây ô nhiễm. Mặc dù thực tế này đã tồn tại nhiều năm, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc, nhưng công tác xử lý ngăn chặn vẫn còn nhiều bất cập, chưa được như kỳ vọng của người dân. Đây là những hình ảnh nhìn từ trên cao. Bằng những hình ảnh này có thể thấy được mức độ hoành tráng của khu vực bến bãi thuộc quyền quản lý khai thác của công ty Tiến Trung, có vị trí nằm trên hành lang sông Đá Vách, đoạn chảy qua khu dân cư Tử Lạc, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn. Mặc dù chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục mà đặc biệt là giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp, nhưng các hoạt động tập kết, kinh doanh và chế biến than tại đây thì đã công khai từ nhiều năm nay. Có quy mô hoành tráng tương tự phải kể đến là bến bãi của công ty Tiến Hoàng, công ty Triệu Vương, công ty Sơn Thái, công ty Sông Hàn, công ty Bảo Long, công ty Cường Sơn, nằm trải rộng ở các phường Tân Dân, Minh Tân, Hiệp An, Hiệp Sơn, Long Xuyên của thị xã Kinh Môn. Tất cả những bến bãi kể trên đều có điểm chung là chưa được tỉnh Hải Dương cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên tập kết đủ loại vật liệu trên hành lang sông, lấn chiếm hành lang đê, vi phạm nghiêm trọng luật phòng chống thiên tai, luật đê điều và luật thủy lợi. Đặc biệt phải kể đến một số bến bãi lớn có dấu hiệu cho thấy không đáp ứng các tiêu chí về bảo vệ môi trường, như bến bãi của công ty Việt Ngân HD, bến bãi của công ty Đức Dương. Về cái này thì chúng tôi đã có một cái hội nghị làm việc với các doanh nghiệp, với các cái tổ chức cá nhân kinh doanh bến bãi, yêu cầu các doanh nghiệp phải có các biện pháp để thực hiện cái bảo vệ về đê điều, bảo vệ hành lang sông để trong mùa mưa lũ, thế và phải có những cái động thái tích cực trong cái vấn đề hạ tải, tải các cái hàng hóa trên cái mặt bằng để sao đảm bảo được cái tiêu thoát lũ trong mùa mưa. Không chỉ vậy, nhiều bến bãi không phép, sai phép trên địa bàn thị xã Kinh Môn còn tự ý xây nhà kiên cố, cầu cảng và bến thủy nội địa, không cần biết đến quy định bắt buộc về thủ tục từ phía các cơ quan chức năng. Chúng tôi khẳng định là không có chuyện chống lưng, không có chuyện làm ngơ và cũng không có cái câu chuyện là lợi ích nhóm ở đây. Tuy nhiên là để giải quyết được những cái khắc phục được những vấn đề này thì rõ ràng là tôi đã nói ở trên là cũng cần có lộ trình. Hiện trên địa bàn thị xã Kinh Môn chỉ có 5 tổ chức cá nhân có giấy phép và còn hiệu lực hoạt động về bến bãi. Với mật độ dày đặc của các bến bãi khủng không phép nghiễm nhiên tồn tại trong nhiều năm mà chưa bị kiên quyết xử lý dứt điểm, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm từ phía cơ quan quản lý nhà nước trong giám sát, đảm bảo thực thi pháp luật trên địa bàn. Thời điểm này, nắng nóng hanh khô kéo dài, do vậy tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Chính vì vậy, cũng như nhiều địa phương khác, chính quyền địa phương huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, các chủ rừng và lực lượng chức năng đã tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng. Đặc biệt là sau đợt thiên tai mưa đá vừa qua đã làm nhiều diện tích rừng bị thiệt hại, nhiều cành lá cây rụng khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu hiện nay có tổng số trên 44.000 ha rừng. Đợt mưa đá vừa qua, toàn huyện có gần 500 ha rừng, bị ảnh hưởng tập trung tại 3 xã Mù Sang, Giào San và Bản Lang. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Lai Châu liên tiếp xảy ra gần chục trận mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích rừng.
gãy rụng cành lá. Chính vì vậy, hạt kiểm lâm huyện phối hợp với chính quyền các xã thị trấn tổ chức họp dân để tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, mỗi người dân, nhất là những người dân sinh sống ở những khu vực ven rừng cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.